Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến thực phẩm an toàn, thành phố đang triển khai giai đoạn 1 của dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên cơ sở số hóa bằng hệ thống điện tử. Nhận thấy những tiện ích của dự án, thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố đã đăng ký tham gia với mong muốn minh bạch hóa thông tin, tạo uy tín đối với khách hàng. Ở giai đoạn 1 của dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đã cấp mã QR code định danh cho 3.500 cơ sở là các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố. Khi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đăng ký tham gia dự án, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR code, người dân có thể truy xuất về nguồn gốc thực phẩm, thông tin nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình sản phẩm đi từ trang trại đến bàn ăn. Không chỉ người dân mà các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đánh giá cao những tiện ích này. Việc mình phát triển những cái app mà như thế này thì rất là thuận tiện trong quá trình kinh doanh cũng như là quá trình đánh giá sản phẩm của khách hàng, mang đến cho khách hàng sự tin tưởng về cửa hàng cũng như là chính quyền. Với cái phần mềm truy xuất thực phẩm này á, mọi người sẽ dễ dàng biết được cái chất lượng sản phẩm, cái quá trình chế biến của bếp mang tới cho khách hàng. Trong những ngày qua, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và đánh giá một cách toàn diện việc sử dụng tài khoản, việc cập nhật thông tin, các mã truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tham gia dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 1, đồng thời cấp bổ sung bản QR code định danh cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở duy trì và vận hành hiệu quả phần mềm. Tăng cường các đoàn kiểm tra thì vận động những người dân kinh doanh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ này tham gia vào cái việc cài app để thứ nhất là minh bạch thực phẩm trong quá trình chế biến cũng như trong từ công đoạn chế biến đến những hộ phục vụ, nhằm để cho người tiêu dùng họ tin tưởng các cái dịch vụ ăn uống tại từng cơ sở, và người dân người tiêu dùng cũng được quyền đánh giá ngược lại trong cái quá trình sử dụng truy xuất nguồn gốc. Thực tế, việc áp dụng dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng gặp nhiều thách thức. Đặc biệt là ở tư duy của người chủ về đổi mới trong sản xuất kinh doanh vẫn còn đang bị ảnh hưởng của cách làm cũ, chưa đánh giá được lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Hầu như cấp phường, cấp quận quản lý là cấp cơ sở là họ tự phát, họ cũng chưa đăng ký những cái thủ tục hành chính về giấy phép kinh doanh cũng như đó. Cho nên việc họ tuân thủ theo cái truy xuất nguồn gốc của thành phố thì còn mới mẻ đối với họ. Nhưng tuy nhiên thì qua cái quá trình đánh giá kiểm tra thì chúng tôi sẽ có nhiều các dành nhiều thời gian để trao đổi cũng như là cung cấp những cái hướng dẫn cho họ là họ sử dụng dần dần đi vào cái hệ thống toàn thành phố. Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm là một trong những hợp phần xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Trong thời điểm hiện nay, không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng tìm thấy được lợi ích của chính doanh nghiệp của họ trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ góp phần đưa những mặt hàng thực phẩm chất lượng, an toàn đến với người dân, đồng thời loại bỏ thực phẩm bẩn kém chất lượng ra khỏi thị trường.